đêm khuya dân đôi lời thỏa thẻ như mâm kinh cao gửi bạn hiền chốn trần mạt pháp quân ba đỏ chiều một kiếp chúng ta quay về nơi cảnh cũ nhà xưa trong đời nhớ mẹ hiền kêu gọi đàn con tây đình mẹ mãi ngóng trong dương gian con kẻ mãi mê chữ lợi danh bạc tiền tranh đi đâu mà công hầu cứ mãi đua chen lòng sầu quặn thắt tim gan thương đàn con dại dương gian khổ sầu nhớ con kẻ dòng châu lễ đổ mãi mê mờ trong cõi quan ba mẹ kêu thúc giục đêm ngày sao con mê ngủ còn chưa chịu về đại thiên cảnh mẹ già mòn mỏi tháng năm dài trong đời tính con chào Cẩm Loan chào Nguyễn Thọ chào Trịnh Tiền chào Yến Nguyễn nhưng mà con trẻ chẳng lo lặn vào biển cả để mò cá neo nhìn con trẻ vui cười ca hát mẹ sợ con thất lạc biển đông làm cho cha mẹ phập phồng sợ con lạc xuống hàng đồng bất thay nào sông của gió dòng mẹ già đứng giữa càng khôn quyết lòng mẹ đổ an toàn cho con nơi biển cả bao trùm bão tố mẹ sai thần bảo hộ cho con định đây thần thánh lo tròn để cho con trẻ an toàn nạn tai nay Phật mẫu chiêu trì phân rõ mong con thơ biết ngõ mà đi nếu ai mà niệm chiêu trì mẹ đây bảo hộ cứu nguy tai nạn nay con sắm thiện thoàn thật lớn ra biển trần chấp bi chấn chơ chơ cá ngao chưa sắp hiện giờ ngày nay có lệnh Phật trời tốt thâu cờ lệnh phát khi lòng nhường đón nhận dẫu con thơ có bao giây bùa lưới sắp hàng rồi con cũng than gian tất lòng nay ở chốn thủy long đóng cửa cá ngao ngưu lọc lửa đàng hoàng
Long Dương Đông Cửa Thủy Càng, cho nên tất cả dương gian khổ sầu, cá ngao ngu tìm đâu cho có, tại con thơ chẳng rõ mà thôi. Nếu mà con đã hiểu rồi thì con mới chịu buông trôi thiền hồn. Đến lúc khi đó thanh gian đã buồn, bả tiền ngăn mót lượm hằng ngày, đông ra thì rộng hàng dài, bắt người chân đặng mỗi ngày than gian. Mẹ thấy con chẳng an trong dạ, nên ngày nay ráng hạ xuống trần. Việc đời mẹ phải giải phân, dạy con biết rõ phú bần ra sao, đừng có trách tranh cao tranh thấp, đời ngày nay tu gấp cho rồi. Ham chi trần thế nổi trôi, chẳng ngân cướp của ôi thôi nào phiền. Khắp thế giới đảo điên nghiêng ngửa, mẹ của con lọc lửa đàng hoàng. Hiền lương chơi đức thiện toàn, hồn hạnh tiêu sáng tan quan tràn đầy. Khắp thế giới mỗi ngày than thở, đạn bơm rơi chẳng hở một giờ. Rồi đây phải chịu tả tơi, nhà cao sập đổ đất trời rung rinh. Mong con thơ đừng khinh trời đất, mẹ nói đây chân thật đàng hoàng. Mẹ là Phật mẫu hạ sang, những lời mẹ nói dương gian đón chờ. Nhiều con dại ngẩn ngơ không rõ, chẳng lẽ nào mẹ bỏ con thơ. Quyết tâm mẹ đứng mẹ chờ, đàn con tận thế hết đời ngày sau. Ráng đi con tu mau kẻo trễ, ngày lẫn đêm kinh kệ thường thường. Hết lòng con gặp mẫu dương, rồi cùng tận thế mẹ tương hộ phù. Thấy con dạy mê ngu tối, mẹ xuống trần dập lối chỉ đường. Đại tự về chốn Tây Phương đại giang, trở xuống Diêm Dương khổ sầu. Nay mẹ mở màn lầu kết thúc, đất lịnh phê chiêu bút rành rành. Ác nhân đức tu hành, hai đường dập rõ kháng trần mà đi. Đường tiên cẩm cung gì không có, miễn sao con đừng bỏ mà thôi. Chào Đức Thiện, chào Sông Di, chào Nguyễn Thanh, chào cô Phượng Bà Rịa.
hết lòng con nguyện trao dồi, đợi đàn con trẻ ôi thôi trở về chốn tiên cảnh là quê con đó. Tại sao con nỡ bỏ mà đi để cho Phật mẫu chiêu trì ngày đêm mong đợi cung di buồn phiền? Tại con ham chữ tiền danh lợi nên ngày nay mắc nợ thế gian. Vì con bạc nghĩa phụ phàng quên đi người mẹ mẫu hoàng đợi trong tình mẫu tử trôi sông trôi biển, tâm linh con quỷ biến đi ma hành, tay làm các việc lợi danh gạt lường ba tánh cạnh tranh thiện tài. Mẹ thương con mỗi ngày trong đời, mẹ nhớ con không sợ nhọc nhằn. Dầu cho cực khổ tu bằng, vì con mẹ có nhào lăn chân màng. Nay mẹ sắm thiện thoảng để sẵn, đưa con thơ bước cẳng mã vào. Chào Thiên Long Nam, chào Ngân Linh, chào Kelly Nguyễn. Tưởng chừng như giấc chim bao, trong đêm ti sủ vàng tháo tỏa tường. Mạc khởi thấy minh dương đức diễn, mẹ sẽ cho lửa chọn rành rành. Hiền lương nhân đức tu hành, thánh tiên đắc đạo rạng danh sang ngời. Kenny Nguyễn không sao ạ, hôm nào chuyển cũng được, để lâu thì tăng lên thêm chứ không sao ạ. Hiền nhân đức đức tu hành, thánh tiên đắc đạo rạng danh sáng ngời. Xâm tận thế lập đời minh chúa, kẻ hung hăng chửi rủa mẹ cha. Rồi đây có kẻ rên la diêm dương của khảo tra ngục hình. Nay chiêu chỉ thiên đình chấm bút, trong năm dần kết thúc thế gian. Ầm ầm ba tiếng bất an, tối tâm trời đất tiêu tan chẳng còn. Người sống sót đạo tròn đức chúa, gió lạnh rồi lọc lửa con thơ. Mẫu bà bủa lưới khắp trời, cô con tu niệm thảnh thơi an nhàn. Nay lĩnh tử thiên hoàng xuống thế, dạy con thơ kinh kể cho thông. Học rồi con sáng lập công, mẹ đưa con dạy qua sông biển trần. Mẹ muốn con đứng gần hoàng mẫu, chăm mi bút thơ mẹ lộ thiên cơ. Để cho con sáng chầu trời lòng
qua chấm mi dứt con thơ trở về. Cảm ơn Kelly Nguyễn rất là nhiều. Cứ để đó từ từ cũng được, chỉ tâm thành dân cúng mười phương. Gạo này là gạo tình thương, gạo đem chia sẻ trần dương thế sầu. Bụi mặt pháp cơ cầu chỉ nguyện, dùng tình thương ban rải đức ăn, để cho đẹp giả mẫu bà khen ni nguyện tâm thành kính dân. Con của mẹ phải loạn phải tui, phải cáo thời lận đận trung chiên. Dù cho gian khó đừng phiền, ngày sau con được hạnh thời an nhàn. Chào Trịnh Nhân Ngũ, chào cô Bích Liên, chào cô Tám Kiến Tường. Dù sự thế cuộc đời quan trai, mong khen đi nguyện đừng có thói tâm. Cuộc đời dù có bão giông chịu nhiều gian khó, thì ta mới thành con của mẹ hiếu trung gìn giữ. Chữ thị chung son sắc làm đầu, dù cho gặp cảnh trái ngang trong tâm có mẹ mẫu hoàng độ an. Khi dấp ngã gian tay mẹ kêu, cho con hiền ngày được thánh thời. Con ơi số phận an bài, con ơi có mẹ sắp bài nghe con. Đừng than trách cũng đừng hờn giận, đừng thôi tâm nhất giả mà đi. Tháng năm công quả sắp thành, con ơi ít đi bước sẽ thành đạo thôi. Ráng cố gắng quy về với mẫu, mẹ độ mình rồi được thánh thời. Ngày sau trở lại Tây Đài, mẹ mừng bồng ấm con thờ bước lên. Sống với con mẹ ngày nay, ước mong chí nguyện cho con về chùa. Mình duyên huệ nhận đợi chờ, cửa luôn mở rộng đón mừng con ngoan. Xin cha mẹ thiên hoàng minh chính, độ sống chi như ý nguyện cầu, cho con thoát khỏi cảnh sầu. Lòng con yên dạ minh duyên con về, chỉ mong trẻ vui cười như trước. Lòng hỷ quang hướng đạo tu hiền, gặp nhiều ngang trái trung chiên. Một lòng nghĩ tưởng mẫu hoàng độ cho, xin sóng gió đừng nên trói nữa. Phận nữ nhi tham nổi sự tình, mẹ ơi con rất buồn tình. Thế gian gây tình
đạo để mình con mang. Tôn kính mẹ mẫu hoàng tôn kính, chỉ mong sao mẹ thấu tâm tình. Lời cầu vọng tâu cung tiên, chỉ mong hoàng mẫu hữu duyên độ dùm. Chào Tùng Thảo, chào Đô La Dương. Thương Đô La Dương. Thương Đô La Dương trần ngại gian khó, mang nỗi lòng quặn nặng niềm đau. Con ơi cực khổ đã nhiều, thương con phải chịu đắng cay tuổi hờn. Ráng nghe con đừng thôi chi, dù cuộc đời gặp cảnh đắng cay. Ráng đi có mẹ đêm ngày, mẹ thương con mẹ miệt mài chữ tu. Vì dương thế thận miền phải chịu, lắm lúc thời suy nghĩ mông lung. Mẹ ơi tạo hóa chi trần, để con của mẹ khổ sầu thế nhân. Đời mạt kiếp con tu sợ kể, chỉ mong sao trở lại Tây Thành. Đời con ngang trai đã nhiều, chỉ mong cha mẹ sớm chiều nó xem. Chào Thúy Lê, chào Nhàn Thanh, chào Phan Nguyễn. Chúc Thúy Lê đạo tâm gắn giữ, phát nguyện lòng tôn kính mẹ cha. Tháng năm cực khổ đã qua, chỉ mong cha mẹ về trên độ giùm. Thương con trẻ mẹ bồng mẹ bé, thương con hiện nơi chốn dương gian. Ngày nay con lập đạo tràng, chỉ mong tay cầm mẫu hoàng dạ an. Lời nguyện cầu cúng phan mẹ chứng, chốn dương trần hiếu đạo chu còn. Ôi thôi cô tám kiên tường, cô ơi phải chịu đắng cay trận miền. Nói lòng kia mẫu hoàng soi xét, giữ tâm mình trong kiếp phong ba. Đời này an bởi mẹ cha, con hiền của mẹ trần gia tu hiền. Từ biết mẹ cuộc đời con khổ, khổ cho trần khổ tận ba gia. Một lòng chi quyết thiết tha, khi về với mẹ lòng ta tội nguyện. Người dân đạo trăm cay ngàn đắng, chốn trần miền ai hiểu nỗi lòng. Từ khi biết mẹ kính cha nỗi lòng, con gửi thiết tha tay đình. Kề bên mẹ sân trình bạch thôi, rằng mẫu bà có thấu
tâm con. Mẹ ơi sao mãi khảo nhồi, truân chiên lặng đặng đứng ngồi không yên. Con theo mẹ nói bao phiền não, chắc không còn bao chuyện rối ren. Cớ sao phải chịu ao sầu, trần gian con khổ mẹ nào có vui. Xin lại mẹ trăm ngàn lời sám hối, chỉ mong cầu sanh chúng biết tu. Con thơ của mẹ họ Bùi, ngắm ngồi con chịu nát lòng con cam. Thương chúng sinh nên lòng khổ tâm, mày ai hoài suy nghĩ miên man. Cô ơi cực khổ gian nan, thì sao mới được dễ dàng hơn người. Đạo của mẹ lưu truyền hậu thế, con của bà không thể lầm than. Hiếu trung diện giữ chu toàn, ai làm con mẹ khổ sầu phải mang. Lễ con đổ thì người đổ máu ăn, lễ con tuôn tan nát cõi lòng. Ai làm con mẹ phiền lòng thì sao phải chịu dương dòng trái quan. Biết tu niệm đừng than đừng khóc, dẫu cuộc đời gặp cảm phong ba. Kiếp này khoát nguyện thiết tha, hiến thân cho mẹ tâm ta trở về. Con của mẹ họ buồn sơi lệ, thì bao người đổ lệ mau đào. Con thơ của mẹ thương sầu, trăm ngàn cay đắng đổ dầu lửa thêm. Trang chi quyết miệng cười lòng hời, xin bỏ đi cay tắm giận hờn, không còn liên tiếp thế gian. Cứ nhìn thấy sự như thân lục bình, về cánh Phật quê mình thành phố an. Rảnh thời gian ra tận mé sông, nhìn xem cái đám lục bình, nói trôi trôi nỗi mừng vui chỗ nào. Thân giả tạm gửi vào chỗ tạm, khi nước tràn tìm chỗ an vui. Chừng nào nước đi cạn hết rồi, mới phần đèn trắng khảo nhồi mới xong. Ngày nay chi quyết một lòng, minh duyên huệ nhận gánh gồng giùm cho. Bao tai kiếp họ Bùi đãi gánh, thì minh duyên phát nguyện lợi vàng. Bao nhiêu công đức tu hành, đem cho con đó trần hoàng yên tâm. Xin gánh hết dương trần lao khổ, để thân vàng chi quyết tu an. Ngày sau trở lại cung phan, có em
xin lại mẹ Tam Tòa Thánh Mẫu, đấng thần linh linh hiện chứng lời. Minh duyên huệ nhận phát nguyện, gánh bao tai kiếp họ Bùi dương gian. Từ nay đến muôn ngàn kiếp khác, để thân vàng con mẹ chiên tu. Bao nhiêu thế sự phù du, không còn suy nghĩ không lo nữa lời. Chỉ quyết cảnh đời tu tịnh, độ muôn nhà hai chữ an cương. Giúp cho huynh để tìm đường, còn bao gian khó đừng mang vào lòng. Lời phát nguyện cộng đồng chi chứng, trên mẫu hoàng thương xót chứng cho. Ngọc Phượng con mẹ họ Phan, 36 tuổi cảnh gian nguyện cầu. Đọc tên tuổi lòng rộng cho trẻ, lệ giặt tuôn hai chữ lệ rơi. Thương con của mẹ đắng cay, chịu bao nạn kiếp trần ai khổ sầu. Thương con mẹ dãi dầu xương gió, cực khổ con nạn kiếp ma bụi ngồi. Một là kiếp nạn chữ tình, với bao quan trái thân mình nát tan. Điều thứ hai chữ tiện là kiếp, kiếp mê nạn này cũng khó thoát qua. Nợ nặng nợ của người ta, đem vào thân đó khó mong than buồn. Điều thứ ba thân mình con nhớ, khi nhức đầu đau bụng con ơi, hãy mau chạy chữa thuốc than con mang chứng bệnh khó an trong lòng. Xin nguyện với Phật trời thương chứng, nguyện với cậu trời Phật nghĩa con. 2000 có lẽ 23, đến 24 thoát qua nạn sầu. 3 năm lẻ vậy thời vùi dập, tâm thân này phải chịu phong ba. Mấy lời cảnh tỉnh con ta, chỉ mong trời Phật độ yên con hiền. Gió âm phong 35 tuổi, nguyện với cầu gian giấy ngày nay. Con ơi bỏ giận bỏ hận, bỏ thương bỏ ghét bỏ buồn nghe con. Về với mẹ lòng đầy hoan hỷ, lo trọn câu hiếu đạo thâm tình. Dù ai cay đắng ngựa can, dù ai không phải đừng mang vào lòng. Năm nay trẻ chịu nhiều phiền não, bao vui buồn trúc ở trong tâm. Năm nay chỉ một chữ buồn,
con làm tích đây tạo phước duyên. Con ơi trăm đắng ngàn cay, con còn có mẹ kề bên con nhà. Chuyện nhân thế đừng sầu lo nữa, chỉ một lòng hướng đi đạo mà thôi. Con là con của mẫu bà, lo tròn phận sự thì bà mới an. Năm nay trẻ lời than lời trách, đừng phiền lòng con nhớ nghe không. Đời con cay đắng tuôn dòng, chữ tình đau khổ khóc ròng thở than. Thương cho con một đàn thẳng tiếng, trọn chữ tình diện nghĩa chữ chung. Chê ai kéo dạ thay lòng, để con của mẹ thằng hồng khổ đau. Con đừng trách đừng buồn đừng tội, âu là duyên sắp sẵn nợ duyên. Chớ buồn chớ khổ nghe con, canh tiên con mẹ quê tiên sẽ về. Làm trọn đạo cận kề với mẹ, trọn hiếu tình mẹ sẽ chở che. Hằng ngày khấn nguyện lâm râm, cầu trên cha mẹ thăm ân độ mình. Nguyện thị hương 36 tuổi, người tâm thành dòng bay mẫu thương. Tâm thành hòa nguyện hôm nay, cuối mong cha mẹ về trên thương mình. Đau lòng lắm con ơi nhớ kỹ, trong năm này bao nỗi buồn thương. Buồn thương vì cuộc phân ly, buồn thương vì nỗi lệ tuôn khó cầm. Buồn thương ngay chữ chia ly, con ơi cách biệt âm dương đôi đường. Ráng nghe trẻ nguyện cầu trời Phật, xin chở che cho trẻ an lành. Dù cho trăm đắng ngàn cay, con ơi duyên số mẹ cha an đời con đó cơm chan nước đi mắt. Lệ tuôn dòng có thể cầm ngăn. Thương con thật giả thật lòng, cái tâm trong sáng nổi lòng thẳng ngay. Thương con cũng bởi tin người, ngọt ngon lời ấy thầm thì bên tai. Nỗi quan đem xuống tiện đài, có miệng kho thốt nên lời nghe con. Biên tháng năm chịu nhiều lao khổ, thì thức tâm tỉnh ngộ con ơi. Chữ tình
con phải phân minh, chữ tiền phân rõ thì đời mới êm. Còn thân ấy con nên nhớ kỹ, biết thân mình năm hẹn tháng xuôi. Trèo cao sông nước thì thôi, đi xa con nhớ lắc đầu nói công. Biết tháng năm mười ngày trăng sáng, từ mùng mười cho tới hai mươi. Mười ngày trăng sáng giữ gìn, con hơi nhìn nhìn cúi đầu nghe con. Và tháng tám mười ngày trăng tối, từ hai mươi cho tới cuối trăng. Con người tháng hàng năm xuôi, con hơi cố gắng giữ mình nghe không. Chớ tụ tập bạn bè vui hát, chớ nghe lời đường mật nghe con. Biết mình năm hạn tháng xuôi, con ơi nhớ kỹ để con dẹn chừng. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo bạn con thơ. Lời mẹ dạy con thơ nhớ rõ, con hết lòng kính mõ thế gian. Để cho đẹp dạ mẫu hoàng, nay con quyết chi dẫn an đạo màu. Mẹ đã mở màn rào đón trước, thế là con có phước lắm rồi. Bây giờ không dám bỏ trôi, sửa tâm con ngồi trì kinh. Bùi thị gian 30 tuổi chẳng, người tâm thần giọng tai màu hoàng. Con ơi qua hết tai nạn, rồi đây con được vẻ vang hơn người. Tranh về tháng sáu mà thôi, cuối năm những tháng con đây rỡ ràng. Chữ tiền tài những lời cầu nguyện, sẽ thành công chắc chắn thành công. Chữ tài chữ lộc mẹ ban, số con tận hưởng dễ dàng hơn người. Con của mẹ đẹp xinh chi quyết, giữ một lòng thánh thiện nghe con. Tranh về những tháng cuối năm, chữ tài chữ lộc mở kho cho liền. Chỉ mong trẻ trần hoàng biết sửa, sửa thân mình trọn hiếu mẹ cha. Năm nay con được an nhàn, mẹ đây mẹ hứa mở kho cho liền. Con biết mẹ thiên đình nhung nhớ, con thể lòng không ở thế gian.
Okay. Hết pin rồi. Ready to pair. Máy hết pin rồi, máy hết pin rồi. Dạ, xin kết thúc buổi live stream ở đây. Chúc mọi người có một buổi tối ngon giấc. Chúng ta hẹn gặp lại buổi live stream hôm sau mọi người nha. Chúc mọi người vạn sự an lành. Bye bye. Nhớ mùng 9 về chùa dự lễ Phật đản mọi người nha. Mùng 8, mùng 9 tháng 4 âm lịch. Dạ, tất cả là nhân duyên hết à. Rồi, mọi người ngủ ngon nha. Bye bye.